Xin chào các bạn, mình là Vinh. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái video hướng dẫn cho những người bắt đầu kinh doanh chứng khoán. Thì trước tiên, trong cái toàn bộ cái hệ thống này đó, họ sẽ sử dụng cái thuật ngữ là security, tức là chứng khoán, để thay thế cho tất cả các loại chứng khoán, cổ phiếu hay là bonds, tức là trái phiếu, vân vân và vân vân. Và kỹ thuật cái phân tích chứng khoán đó thì là một nghệ thuật. Họ sẽ gom góp tất cả những cái chỉ số, không có cái chỉ số nào là hoàn hảo cả. Ngay cả những cái thông số kỹ thuật rất là hoàn hảo, là được 95% chính xác, thì vẫn còn 5% là không có xảy ra giá theo chiều hướng như mà là mình muốn. Để cho hiệu quả đó thì chúng ta nên sử dụng những cái chỉ báo với lại kỹ thuật phân tích này một cách đơn giản, với lại phải có suy nghĩ nữa. Rồi khi mà mình sử dụng những cái phân tích kỹ thuật và chỉ số đó thì mình phải nhìn lại cái trường hợp của mình, cái nào thích hợp cho mình, cái nào thích hợp cho trường hợp của mình, không có sử dụng quá cứng nhắc. Các kỹ thuật phân tích về chứng khoán đó, nó sẽ giúp cho mình tăng cái tỷ lệ cá cược khi mà mình giao dịch chứng khoán. Nhưng mà đó, nó giống như là bí cấp võ công vậy đó. Mình tập rất 1.000 bí kíp võ công cũng không bằng tập một chiêu 1.000 lần. Không? Thành ra nó cần cái quá trình mà tập luyện như vậy, lặp đi lặp lại cho đến khi nào đó mình giao dịch một cách rất là hoàn hảo. Mặc dù mình nói cái phân tích kỹ thuật đó nó sẽ làm tăng cái khả năng thắng cho bên mình, ví dụ đi tăng lên thành hơn 50% thắng, hay thậm chí là 70-80-90% thắng, nhưng mà sau đó, đó nó còn có những cái gì đó diễn ra sau. Ví dụ giá nó tiếp tục diễn ra giống như là mình mong muốn, nhưng mà tiếp theo sau đó nó diễn ra sao nó khác đi, thì cái này cái xử lý tình huống đó nó phải đòi hỏi đó là mình tập luyện rất là nhiều. Thì ở đây mình có một cái định nghĩa về phân tích kỹ thuật cho các bạn ha, là một nghệ phân tích kỹ thuật là một nghệ thuật để nhận biết được xu hướng thay đổi của giá và giữ nguyên cái xu hướng đó cho tới khi nào mà mình thấy được cái xu hướng giá thay đổi. Thì cái người giao dịch đó, họ luôn luôn có một số tâm lý, hay là có một luôn luôn có một số cái bản chất, luôn luôn có một số sai lầm cứ lặp đi lặp lại. Do đó phân tích kỹ thuật họ có thể là tổng hợp, hay là những cái thói quen này lại để dự đoán được xu hướng giá mới. Nhờ những cái mô hình này được lặp đi lặp lại đó, thành ra đó mình có thể đoán được khi nào mua, khi nào bán ha. Rồi cái cơ chế mà mình mua, cơ chế giá thấp của thị trường là cái gì? Cơ chế giá thấp của thị trường đó là mọi người đó họ không có bao giờ mà bán cổ phiếu tại cái giá trị mà nó đáng giá hết. Mọi người đó cứ nghĩ nó đáng giá ở mức nào họ sẽ bán ở cái mức đó. Họ nghĩ là giá cổ phiếu thấp họ sẽ bán thấp, họ nghĩ giá cổ phiếu rất cao họ sẽ bán cao. Do đó đó cái giá mà họ bán giao dịch đó nó sẽ dao động thấp hơn hay cao hơn, hay có thể là xung quanh cái giá trị thực của cái cổ phiếu đó. Rồi đó, khi mà nhận được tin tức tốt hay là xấu đó, thì không phải là tất cả những người giao dịch, tham gia giao dịch đều nhận cùng một lúc. Do đó đó mình cũng không cần quá hoảng loạn mà bán ra liền hay là mua vô liền. Nó sẽ có một khoảng thời gian để điều chỉnh.
khi nhận được tin tức mới đó thì có người cần 5 phút, có người cần 10 phút, có người cần cả ngày để xử lý cái thông tin đó, và họ sẽ làm cái giá thay đổi. Và họ có thể dùng những cái chỉ số khác nhau, những cái phân tích kỹ thuật khác nhau, những cái khung thời gian khác nhau, cho nên họ sẽ thấy những cái khoản thay đổi cần mua hay bán khác nhau, khác thời điểm với nhau hết. Thành ra cái thời điểm thay đổi giá nó sẽ kéo dài một chút. Rồi cái giá cả này đó nó sẽ đi theo một xu hướng nào đó nha mấy bạn, lên xuống hay là nằm ngang hay là răng cưa gì đó. Xong rồi đó mình sẽ thấy một chỉ số hay hai cái chỉ số phân tích kỹ thuật nó đưa cho mình cái tín hiệu rồi không, nhưng mà cái giá cổ, cái xu hướng cũ nó vẫn còn mạnh, cho tới khi nào tất cả những cái chỉ số hay những cái phân tích kỹ thuật nó đủ mạnh để ra tín hiệu và làm thay đổi xu hướng. Và cái khi mà cái giá nó đảo chiều này đó thì nó không có đảm bảo là nó sẽ đổi luôn hay là nó sẽ quay ngược trở lại cái xu hướng cũ. Nó không có đảm bảo là nó sẽ rớt xuống cái đáy nào hay là lên tới cái đỉnh nào. Cho nên khi mà mình nhìn vô đồ thị hay là mình thấy những cái tín hiệu nó đã bật tín hiệu lên rồi thì mình vẫn giao dịch, nhưng mà mình phải dự trù cái trường hợp khi nào mình thua, mình đoán sai và mình phải thoát ra cái giao dịch đó. Những cái nguyên tắc cơ bản này đó nó đúng cho tất cả những cái hay là những cái chỉ số này, những cái chỉ báo này thì nó sẽ đúng cho tất cả những cái loại chứng khoán nha các bạn. Tại vì đó cái giá cả giao dịch đó nó hình thành trên tâm lý của người mua bán, và cái tâm lý của người mua bán đó thì nó sẽ thể hiện, nó sẽ dẫn tới cái kết quả của mấy cái phân tích kỹ thuật lại chỉ số này. Do đó đó nó cái tâm lý này nó không có nhất định, khi mà người ta thay đổi tâm lý thì cái giá nó sẽ thay đổi, nó không có đi theo cái dự đoán như là cái chỉ số cũ của mình đó.